sa mạc là những góc khắc nghiệt nhất trên hành tinh của chúng ta, nơi mặt trời là vị thần ngự trị tối cao, và những hạt mưa là những du khách hiếm hoi. Từ những cây xương rồng mang tính biểu tượng có khả năng bảo tồn độ ẩm, cho đến những động vật sống về đêm khi nhiệt độ dưới ánh trăng đã giảm đi đáng kể. Mọi yếu tố của cuộc sống sa mạc cũng đã thích nghi để sống sót một cách khéo léo dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Video này nói về sự thích nghi đáng kinh ngạc của các sinh vật sống với cuộc sống hoang dã nơi sa mạc. Khám phá những môi trường này không chỉ đơn thuần là những bãi cát trải dài ngút tầm mắt. Nắng nóng và khô cằn thường là những gì chúng ta nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến sa mạc. Cảnh quan nơi này có những đặc điểm như nhiệt độ cao vào ban ngày và mát mẻ vào ban đêm. Một số vùng sa mạc nổi tiếng được biết đến như khu vực Sahara ở châu Phi, nơi lượng mưa cực kỳ hiếm và khí hậu khắc nghiệt. Các sa mạc bán khô cằn có độ ẩm cao hơn một chút so với các sa mạc nóng và khô, cho phép thực vật và động vật đa dạng hơn. Vùng Tây Nam nước Mỹ là một ví dụ điển hình với những cây xương rồng mang tính biểu tượng và phong cảnh hiểm trở. Các sa mạc ven biển, chẳng hạn như Atacama ở Nam Mỹ, được hưởng lợi từ không khí mát mẻ từ đại dương. Điều này dẫn đến nhiệt độ ôn hòa và sương mù xuất hiện nhiều hơn mưa, tạo nên một hệ sinh thái độc đáo. Cuối cùng, những sa mạc lạnh giá như sa mạc Gobi ở châu Á có nhiều tuyết hơn mưa. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt hay nắng nóng thiêu đốt, những khu vực này vẫn phải đối mặt với những thách thức giống nhau về tình trạng khan hiếm nước. Đó là đặc trưng của cuộc sống nơi sa mạc. Mỗi loại sa mạc đều phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt, từ cái nóng như thiêu đốt đến cái lạnh cống và nguồn nước hạn chế. Các sinh vật sống ở những khu vực này đã thích nghi theo những cách đáng chú ý để tồn tại và phát triển trong những điều kiện như vậy. Những sự thích nghi này là những ví dụ hấp dẫn về sự khéo léo của thiên nhiên. Một trong những chiến lược đáng chú ý nhất là dự trữ nước. Những cây như xương rồng saguaro có thân cây có thể mở rộng để hấp thụ và lưu trữ nước trong những trận mưa hiếm hoi, cho phép chúng tồn tại trong thời gian khô hạn kéo dài. Lớp da dày như sáp của chúng làm giảm sự mất nước, và các gai, ngoài tác dụng bảo vệ khỏi động vật ăn cỏ, còn giúp che bóng bề mặt của cây và giảm sự bốc hơi nước. Một sự thích nghi khéo léo khác được thấy ở rễ của các loài cây sa mạc. Nhiều loài đã phát triển hệ thống rễ sâu rộng, lan khắp nơi ngay dưới bề mặt đất cát, để tối đa hóa khả năng hấp thụ nước từ những cơn mưa nhẹ. Những loài cây khác như cây masquoi này cắm rễ sâu vào lòng đất để khai thác nguồn nước ngầm. Giảm tán lá là một chiến lược sinh tồn ấn tượng khác. Lá là nơi thoát hơi nước chính ở các loài thực vật. Để chống lại điều này, nhiều loài thực vật sa mạc đã tiến hóa cho chiếc lá trở nên nhỏ bé. Hoặc trong một số trường hợp như ở loài xương rồng, nó đã tiến hóa để có gai thay vì lá. Một số cây còn có lá khép lại vào những thời điểm nóng nhất trong ngày để bảo tồn độ ẩm. Một trong những ví dụ đáng chú ý của hệ thực vật sa mạc là cây xương rồng saguaro, biểu tượng của sa mạc Sonoran. Nó có thể cao tới hơn 12 mét và sống được hơn 200 năm. Saguaro nở hoa vào ban đêm và dựa vào những con dơi để thụ phấn. Điều này thể hiện sự tương tác độc đáo trong hệ sinh thái sa mạc. Cây Joshua là một cư dân đáng chú ý khác của sa mạc, chủ yếu được tìm thấy ở sa mạc Mojave. Khả năng phục hồi của loài cây này trước điều kiện khắc nghiệt của sa mạc đã khiến nó trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự kiên trì. Rễ của cây có thể đâm sâu tới 10 mét để tìm nguồn nước. Joshua nở những bông hoa màu trắng tuyệt đẹp vào mùa xuân. Cây chà là không chỉ nổi bật về khả năng tồn tại trong điều kiện khô cằn, mà còn về giá trị kinh tế và dinh dưỡng. Chúng đã được con người trồng trong hàng nghìn năm ở Trung Đông và Bắc Phi. Chà là loại lương thực chủ yếu và cây trồng quan trọng, định hình nên nền văn hóa của những người đã thích nghi và phát triển trong môi trường sa mạc.
bằng cách trồng các loại cây có khả năng phục hồi. Động vật sa mạc đã phát triển một loạt chiến lược hấp dẫn để đối phó với các điều kiện khắc nghiệt trong môi trường sống của chúng. Những chiến lược bảo tồn nước và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể này rất quan trọng cho sự sống còn của chúng trong môi trường nơi nguồn tài nguyên khan hiếm. Và nhiệt độ có thể thay đổi đáng kể trong 24 giờ. Ví dụ, cáo fennec là loài động vật nhỏ sống về đêm có nguồn gốc từ sa mạc Sahara. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là đôi tai lớn có thể phục vụ cho hai mục đích: giúp tản nhiệt để làm mát cho con cáo, và rất xuất sắc trong việc phát hiện con mồi di chuyển dưới lòng đất. Bộ lông dày của cáo fennec thích nghi để phản chiếu ánh sáng mặt trời vào ban ngày và giữ ấm trong những đêm dài lạnh giá của sa mạc. Con cáo cũng sở hữu cho mình quả thận chuyên biệt, cho phép nó tồn tại trong thời gian dài mà không cần nước, và phần lớn lượng nước được con cáo hấp thụ đến từ nguồn thức ăn của nó. Lạc đà thường được mệnh danh là con tàu của sa mạc, là một trong những cư dân sa mạc mang tính biểu tượng nhất. Chúng có một loạt các thích nghi sinh lý cho phép chúng không chỉ chịu được tình trạng thiếu nước mà còn cả nhiệt độ thiêu đốt. Lạc đà có thể uống tới 150 lít nước mỗi lần và dự trữ chất béo trong bướu để làm nguồn năng lượng và nước khi thức ăn khan hiếm. Bộ lông dày giúp chúng cách nhiệt khỏi nhiệt độ môi trường và đôi chân dài giúp cơ thể chúng tránh xa mặt đất nóng. Hơn nữa, lạc đà có lỗ mũi độc đáo có thể đóng mở để ngăn cát lọt vào. Rùa sa mạc được tìm thấy ở các sa mạc phía tây nam Hoa Kỳ và miền bắc Mexico. Tại đây, nó thể hiện một kiểu thích nghi khác cũng vô cùng độc đáo. Rùa sa mạc dành tới 95% cuộc đời tại những cái hang dưới lòng đất để trốn tránh sức nóng của mặt trời. Những hang này mát hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông, giúp rùa duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Rùa sa mạc có thể dự trữ nước trong bàng quang để sử dụng trong thời gian hạn hán, một sự thích nghi quan trọng để tồn tại trong môi trường mà nước là thứ xa xỉ. Những loài động vật này minh họa cho khả năng phục hồi và thích ứng đáng kinh ngạc của cuộc sống ở sa mạc. Thông qua sự kết hợp giữa sự thích nghi và hành vi và sinh lý, chúng có thể duy trì sự cân bằng phức tạp của hệ sinh thái sa mạc. Trên khắp thế giới, nền văn hóa của con người bản địa đã phát triển mạnh mẽ ở những vùng đất khô cằn này, phát triển lối sống hòa hợp hoàn hảo với những thách thức của môi trường. Ngày nay, cả những truyền thống cổ xưa và những đổi mới hiện đại vẫn tiếp tục định hình cuộc sống trên những vùng đất này, thể hiện sự pha trộn độc đáo giữa quá khứ và hiện tại. Các dân tộc bản địa ở vùng sa mạc, chẳng hạn như người Bedouin ở Trung Đông, người Tuareg ở Sahara và người Navajo ở Tây Nam nước Mỹ, từ lâu đã phát triển các cách để định hướng môi trường xung quanh đầy thử thách của họ. Những nền văn hóa này đã mài dũa kỹ năng bảo tồn nước, xây dựng nơi trú ẩn và tích trữ thực phẩm với sự tôn trọng sâu sắc đối với môi trường khắc nghiệt của họ. Ví dụ, người Bedouin có truyền thống chăn nuôi du mục, di chuyển qua những vùng đất rộng lớn để tìm nơi chăn thả lạc đà và dê, trong khi người Navajo thực hành canh tác trên vùng đất khô hạn, trồng các loại cây có thể phát triển với lượng mưa tối thiểu. Trong thời hiện đại, các cộng đồng dân cư sa mạc vẫn tiếp tục phát triển, kết hợp những tiến bộ công nghệ với kiến thức truyền thống. Ví dụ, năng lượng mặt trời rất phù hợp với các vùng sa mạc, cung cấp nguồn năng lượng bền vững và dồi dào. Các trang trại năng lượng mặt trời ngày càng phổ biến ở các sa mạc, khai thác năng lượng mặt trời để tạo ra điện cho cộng đồng địa phương tại những khu vực xa xôi khó tiếp cận. Quản lý tài nguyên nước là một khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống ở sa mạc. Các kỹ thuật đổi mới như tưới nhỏ giọt và sử dụng hệ thống aquaponics cho phép sử dụng hiệu quả nguồn nước khan hiếm, cho phép trồng trọt ở những khu vực trước đây được coi là quá khô cằn đối với nông nghiệp. Những phương pháp hiện đại này kết hợp với các kỹ thuật thu hoạch nước cổ xưa như xây dựng các bể chứa nước ngầm, đảm bảo rằng các cộng đồng sa mạc có thể tự duy trì và thậm chí phát triển mạnh. Các sa mạc mặc dù thường được coi là những cảnh quan rộng lớn và hầu như không thể thay đổi.
nhưng ngày nay lại phải đối mặt với những thách thức môi trường đáng kể, đe dọa sự tồn tại và sự đa dạng của cuộc sống mà chúng hỗ trợ. Biến đổi khí hậu, sa mạc hóa và mất đa dạng sinh học là những vấn đề cấp bách nhất. Mỗi vấn đề có mối liên hệ với nhau và góp phần tạo ra một chu kỳ gây nguy hiểm cho các hệ sinh thái độc đáo này. Biến đổi khí hậu đang làm xấu đi các đặc điểm khắc nghiệt tự nhiên của khí hậu sa mạc, khiến chúng nóng hơn và làm thay đổi mô hình lượng mưa. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến sự cân bằng mong manh của cuộc sống vốn đã khó khăn để thích ứng với điều kiện hiện tại, mà còn dẫn đến hạn hán thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ tăng lên và lượng mưa thay đổi có thể làm giảm nguồn nước vốn đã khan hiếm, khiến thực vật, động vật và con người càng khó tồn tại hơn. Sa mạc hóa là quá trình đất đai màu mỡ biến thành sa mạc do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm hạn hán, phá rừng và nông nghiệp không phù hợp, đang là mối lo ngại ngày càng tăng. Nó không chỉ mở rộng cảnh quan sa mạc, gây tổn hại đến đất canh tác, mà còn góp phần làm mất đa dạng sinh học. Khi môi trường sống bị thu hẹp và ngày càng bị chia cắt, nhiều loài phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Sự mất đa dạng sinh học này càng làm mất ổn định hệ sinh thái, làm giảm khả năng phục hồi của chúng trước những căng thẳng của môi trường. Để đối phó với những thách thức này, một số nỗ lực bảo tồn đang được tiến hành. Một cách tiếp cận quan trọng là phục hồi đất bị suy thoái, bao gồm việc trồng lại thảm thực vật và bảo vệ các khu vực để chống xói mòn và mất độ ẩm. Các sáng kiến bảo tồn cũng tập trung vào việc bảo vệ đa dạng sinh học bằng cách thiết lập các khu bảo tồn và khu dự trữ cung cấp nơi ẩn náu cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bảo tồn sự đa dạng di truyền. Ngoài ra, còn có sự thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió, vốn có rất nhiều ở các vùng sa mạc, để giảm lượng khí thải carbon và chống biến đổi khí hậu. Như chúng ta đã thấy ngày nay, sa mạc không phải là những dải cát vô hồn như nhiều người vẫn tưởng. Thông qua sự thích nghi vượt trội, thực vật, động vật và con người đã biến những môi trường đầy thách thức này thành nhà của mình. Khi chúng ta phải đối mặt với các mối đe dọa về môi trường, các nỗ lực để bảo tồn những cảnh quan độc đáo này lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và bạn nghĩ sao về cuộc sống độc đáo nơi sa mạc? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!